Cô xin chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Hậu Giang, quận 11. Hôm nay là tiết đầu tiên của năm học mới 2021-2022, một năm học đầy thử thách với cô trò của chúng ta khi mà chúng ta học mà vẫn chưa được đến trường. Nhưng cô hy vọng rằng với những tiết học dạy trực tuyến của các thầy cô giáo trường Hậu Giang thì các bạn học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Hậu Giang sẽ khắc phục được những khó khăn, những vướng mắc khi mà chúng ta không thể đến trường và chúng ta học trực tuyến có hiệu quả nha. Và muốn học trực tuyến có hiệu quả mà sách giáo khoa vẫn chưa về thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì cô xin được phép nhắc lại nội quy học của các bạn nha. Thứ nhất, các bạn đi học đúng giờ, xem đầy đủ các video các thầy cô gửi, làm đầy đủ lên Google Form, chụp hình những bài viết gửi lên cho thầy cô để các thầy cô có thể nắm bắt được trình độ cũng như là tiến độ hiểu bài của các bạn. Ngoài ra, nếu như các bạn không hiểu bài thì trong link Google Form có một phần câu hỏi dành cho các bạn ghi câu hỏi thắc mắc. Các bạn sẽ ghi vào đó và thầy cô sẽ trả lời nha. Rồi bây giờ cô xin tự giới thiệu, cô tên là Đặng Nguyễn Thanh Vi. Cô sẽ phụ trách môn công nghệ 8 trong năm học 2021-2022 của các bạn học sinh khối 8 trường Hậu Giang nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Thì chương trình công nghệ 8 của chúng ta sẽ gồm những phần chính như sau. Thứ nhất đó là phần vẽ kỹ thuật. Phần vẽ kỹ thuật là phần khó nhất và năm nào cũng gây nhiều khó khăn cho các bạn. Cho nên cô yêu cầu các bạn nếu như các bạn không có sách thì các bạn nên tải cuốn sách online về. Giáo viên chủ nhiệm đã gửi về group Zalo của các bạn để các bạn xem bài trước. Thật sự chương vẽ kỹ thuật không khó, không cần học bài nhiều nếu các bạn nắm bắt được cái phần cốt lõi của nó, và sẽ rất khó nếu như các bạn không hiểu bài, các bạn không xem bài. Phần vẽ kỹ thuật chúng ta sẽ học hai chương: bản vẽ các khối hình học và bản vẽ kỹ thuật. Phần 2 cơ khí, chúng ta sẽ học ba chương, đó là gia công cơ khí, chi tiết máy và lắp ghép, truyền và biến đổi chuyển động. Phần 3 kỹ thuật điện, chúng ta sẽ học về an toàn về điện, đồ dùng điện trong nhà và mạng điện trong nhà. Đây là toàn bộ chương trình công nghệ 8. Thì chủ đề đầu tiên ngày hôm nay cô giới thiệu với các bạn đó là chủ đề về bản vẽ kỹ thuật và hình chiếu. Nội dung chính của bài này sẽ gồm 3 bài, bài 1, bài 2 và bài 3 của sách giáo khoa công nghệ 8. Ngoài ra, cái phần 1 la mã của chủ đề này được tích hợp từ bài số 8 chuyển lên. Cho nên khi các bạn xem sách giáo khoa, các bạn có thể mở ra bài 8, các bạn xem phần 1 la mã giùm cô nha. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu thế nào là bản vẽ kỹ thuật. Cô có một số bản vẽ như sau, các bạn cùng quan sát nha. Đây, một bản vẽ kỹ thuật. Và đây nữa. Các bạn nhìn đây, bạn biết bản vẽ này vẽ gì không? À, bản vẽ này vẽ hình một chiếc xe hơi. Không có dòng chữ nào ghi xe hơi, nhưng mà chúng ta nhìn qua hình dạng chúng ta biết là một chiếc xe hơi, đúng không? Rồi, có những con số mô tả kích thước của xe, mô tả hình dáng xe. Vậy thì cô gọi đây là một bản vẽ kỹ thuật. Và bản vẽ kỹ thuật này nó còn vẽ theo tỷ lệ. Tỷ lệ này là tỷ lệ gì các bạn? Tỷ lệ thu nhỏ, đúng không nào? Chiếc xe này mà thật sự vật thật của nó rất to, chúng ta ngồi vào được mà. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể lấy một bàn tay, chúng ta che cái màn hình lại. Có xe che được chiếc xe không? À có. Như vậy có nghĩa là cái bản vẽ này đã vẽ thu nhỏ chiếc xe lại. Rồi qua đây chúng ta sẽ rút ra được một cái khái niệm. Bản vẽ kỹ thuật là gì? Bản vẽ kỹ thuật là một bản vẽ nó trình bày các thông tin kỹ thuật của sản phẩm dưới dạng hình vẽ và các ký hiệu theo quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỷ lệ. Ký hiệu tùy theo ngành, theo nghề. Ví dụ như ký hiệu trong ngành thời trang, ngành giao thông, ngành giáo dục.
theo các quy tắc thống nhất của cái ngành đó và thường vẽ theo tỷ lệ. Tỷ lệ có thể là tỷ lệ phóng to hoặc tỷ lệ thu nhỏ. Ví dụ như xe hơi là tỷ lệ thu nhỏ, vẽ nhà cũng là tỷ lệ thu nhỏ. Nhưng mà vẽ những chi tiết máy, những cái bộ phận nhỏ ở trong các bộ phận máy thì lại là tỷ lệ phóng to. Ví dụ như có một con ốc mà các bạn vẽ để thiết kế thì các bạn không thể nào mà vẽ đúng kích thước thật của con ốc đó. Nó rất nhỏ, rất rất bé thì người ta phải phóng to lên. Vậy bạn vẽ kỹ thuật sẽ trình bày các thông tin đó nhưng mà thường vẽ theo tỷ lệ. Các bạn lấy vở ra ghi bài giùm cô nha. Chủ đề bản vẽ kỹ thuật hình chiếu, một là mã khái niệm về bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ kỹ thuật trình bày các thông tin kỹ thuật của sản phẩm dưới dạng hình vẽ và ký hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỷ lệ. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nha. Vậy thì khái niệm bản vẽ kỹ thuật chúng ta nắm rồi. Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì? Có vai trò gì trong sản xuất? Hay là mã bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất? Các bạn lại tiếp tục quan sát một số hình ảnh như sau. Đây là hình ảnh một cô người mẫu mặc một chiếc áo sơ ri rất là đẹp. Và trước khi nó là vật thật, cái áo thật trên người cổ thì nó là một bản thiết kế. Đây là một chiếc xe hơi rất là tiện nghi, nhưng mà trước khi nó là một sản phẩm thì nó là một bản vẽ kỹ thuật. Trước khi là một ngôi nhà thì ở đây là một bản vẽ nhà. Vậy thì cái quá trình hình thành ra những cái ngôi nhà, những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng nó được hình thành như thế nào? Ở đây cũng có một cái hình ảnh. Các bạn quan sát nha. Ở hình 1.2a, người thiết kế sẽ là người vẽ ra bản vẽ kỹ thuật. Thiết kế mô phỏng lại những cái chi tiết hình dạng kích thước của cái sản phẩm mà người thiết kế muốn làm ra. Sau đó, người công nhân sẽ dựa vào cái bản thiết kế đó trao đổi với lại người thiết kế để sản xuất ra cái sản phẩm đúng theo ý đồ của người thiết kế. Được chưa? Như vậy thì cái bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất là gì? Nó diễn tả chính xác hình dạng kết cấu của sản phẩm và đầy đủ với thông tin cần thiết như kích thước, vật liệu. Để chi? Để người thiết kế họ trình bày với người sản xuất. Từ đó người sản xuất có thể hiểu ý đồ của người thiết kế và làm ra sản phẩm. Đó là vai trò của bản vẽ kỹ thuật. Tụi con ghi bài vô nha. Chúng ta qua phần tiếp theo nha. Vậy thì bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất là dùng để trao đổi giữa nhà thiết kế và người sản xuất để sản xuất ra sản phẩm. Vậy thì bản vẽ kỹ thuật trong đời sống nó có tồn tại hay không? Và nếu có, nó có vai trò gì? Ba la mã bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống. Thì các bạn nhìn cái hình này các bạn thường thấy nó ở đâu? Ở trên những cái tờ hướng dẫn sử dụng của TV dạy cách kết nối dây làm sao để có tín hiệu cho chúng ta xem đúng không nào? Rồi hình này cái bảng mô tả lại các nút chức năng hoạt động của remote. Vậy thì trong đời sống bản vẽ kỹ thuật nó sẽ có đóng vai trò gì? Bản vẽ kỹ thuật nó là tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm dùng trong trao đổi và sử dụng giúp cho sản phẩm có thể sử dụng được đúng cách nhất. Các bạn ghi bài. Vậy thì có bao nhiêu loại bản vẽ? Và những cái bản vẽ đó nó nằm trong những cái ngành nào? Ba la mã bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kỹ thuật.
có nhiều loại bản vẽ và mỗi ngành nó sẽ có một bản vẽ riêng của cái ngành đó, có quy tắc thống nhất riêng của ngành để vẽ ra một cái bản vẽ dùng cho ngành. Ở đây cô liệt kê một số ngành, ví dụ như là quân sự, kiến trúc, xây dựng, điện lực, cơ khí, nông nghiệp và giao thông. Ngoài ra còn những ngành nào nữa? Thời trang, may mặc, đúng không nè? Rồi ngành gì nữa? Các bạn có thể tìm hiểu thêm và chúng ta có thể trao đổi với Linh Google Form điểm danh nha. Ở đây cô giới thiệu các bạn một số bản vẽ dùng trong một số ngành cụ thể, ví dụ như là bản vẽ kỹ thuật dùng trong lĩnh vực cơ khí nè. Rồi, bản vẽ kỹ thuật dùng trong xây dựng nè. Thang máy, xây dựng nhà, xây dựng kho. Bản vẽ kỹ thuật dùng trong giao thông, quy hoạch. Bản vẽ dùng trong lĩnh vực may mặc, thời trang. Được chưa nào? Vậy thì có rất nhiều, mỗi ngành nó sẽ có cái loại bản vẽ của ngành đó. Mỗi lĩnh vực đều có loại bản vẽ riêng của ngành mình. Các bạn ghi bài vô nha. Và chúng ta vừa kết thúc cái phần 1 chủ đề bài vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong đời sống và sản xuất của sách công nghệ 8. Nó gồm 4 la mã. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua bài 2, bài hình chiếu, bài quan trọng nhất trong chương 1 bản vẽ kỹ thuật. Vì các bạn nếu không hiểu bài này, các bạn sẽ không học được nguyên một phần 1 bản vẽ kỹ thuật luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo của bài ngày hôm nay nha, đó là hình chiếu. Rồi trước khi cô giảng bài, cô sẽ giải thích một chút xíu về cái slide mà cô chia đôi như thế này nha. Cái slide bên trái là phần các bạn sẽ phải ghi bài viết của các bạn, bài ghi của bạn vào vở. Cái phần bên phải là cái phần bạn quan sát hình và cô sẽ giảng bài cái phần bên này. Tại sao lại có cách chia như vậy? Bởi vì cái phần bản vẽ kỹ thuật hình chiếu này nó khó, cần có cái sự hình vẽ minh họa rồi các bạn nhìn vào đó các bạn mới có được cái khái niệm. Cho nên là cô phải chia hai bảng ra như thế này. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Các bạn quan sát tranh này và cho cô biết tại sao cái biển báo giao thông này nó lại có bóng trên nền đường. À đúng rồi, đó là do đèn đèn đường đúng không? Ánh đèn cao áp tỏa ra ánh sáng mạnh trên cái đèn giao thông và trên nền đường sẽ có bóng của đèn giao thông. Thì ở đây dựa trên cái nguyên lý này, chúng ta sẽ có một cái khái niệm về hình chiếu. Tức là khi cô chiếu một vật thể lên trên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng cô gọi là hình hình chiếu. Các bạn ghi bài cho cô nha. 5 la mã hình chiếu, nhớ tiêu đề là phải ghi viết đỏ nha. Những chữ còn lại chúng ta có thể sử dụng bút xanh hoặc bút tím. Khi chiếu vật thể lên trên mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng gọi là hình chiếu. Như vậy có hai cái yếu tố cấu thành được một hình chiếu của một vật thể. Thứ nhất là phải có tia chiếu và thứ hai là phải có mặt phẳng. Tiếp theo, quan sát mô hình mô phỏng sau đây. Cũng là một cây biển báo giao thông có bóng. Cái bóng nó thay đổi từ 9 giờ tới 12 giờ. Chúng ta so sánh kích thước của cái bóng này. Cái bóng 9 giờ sáng nó to hơn cái bóng lúc 12 giờ, mặc dù vẫn chỉ là một một cái đèn giao thông, một cái biển báo giao thông. Vậy thì điều gì đã gây đến sự thay đổi này? À, đó là do vị trí tia nắng của mặt trời và mặt đất đã thay đổi rồi, làm cho cái tia chiếu nó thay đổi theo. Tia chiếu nó thay đổi theo làm cho hình dạng và kích thước của cái bóng thay đổi theo. Từ cái khái niệm này, cô có một cái khái niệm mới, đó là phép chiếu. 6 la mã các phép chiếu. Đây là những phép chiếu thường dùng khi chúng ta vẽ bản vẽ kỹ thuật.
Chúng ta quan sát tình hình và ghi nhận lại đặc điểm của mỗi tia chiếu. Đầu tiên, hình A. Các bạn thấy vật thể ở đây là ABC. Tia chiếu từ điểm O chiếu qua ba đầu mút của vật thể ABC được hình chiếu A', B', C' trên mặt phẳng. Thấy không nào? Và phép chiếu này cô gọi nó là phép chiếu xuyên tâm. Em hãy nhìn cái kích thước của hình chiếu và vật thể nó như thế nào. Nó được phóng to ra đúng không? Vậy thì các tia chiếu nó có đặc điểm gì mà vật thể nó lại được phóng to như vậy? Phép chiếu xuyên tâm. À đúng rồi, các tia chiếu nó cắt nhau tại một điểm, hay nói là cách khác, nó các tia chiếu nó đồng quy với nhau tại một điểm. Các bạn mở vở ra ghi bài giùm cô. 6 la mã các phép chiếu, một nhỏ phép chiếu xuyên tâm. Phép chiếu xuyên tâm có các tia chiếu cắt nhau tại một điểm. Nhớ nha, khi các tia chiếu cắt nhau tại một điểm, ta gọi đó là phép chiếu xuyên tâm. Và phép chiếu xuyên tâm làm cho cái hình chiếu nó to hơn vật thể. Tiếp theo, một vật thể ABCD được chiếu xuống mặt phẳng và có hình chiếu A', B', C', D'. Em hãy cho biết vị trí tương đối của các tia chiếu. Các tia chiếu nó như thế nào với nhau? Tia chiếu A', A' với tia chiếu B', 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 B' so với C', 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 C' so với D', D'. Những cái tia chiếu này nó có đặc điểm gì? Và những cái tia chiếu này nó như thế nào so với mặt phẳng chiếu? Đúng rồi. Các tia chiếu này nó song song với nhau từng đôi một. Và nó không hề vuông góc với mặt phẳng, mà nó xiên góc với mặt phẳng chiếu. Nó xiên góc nè, nó có một cái góc xiên nữa chưa. Còn nó thẳng góc là nó thẳng giống như cái đường phân cách của slide mà cô đang để nè. Như vậy phép chiếu này cô gọi nó là phép chiếu song song. Tên của nó mô tả đặc điểm của nó. Phép chiếu song song có các tia chiếu song song với nhau. Các bạn lấy vở ra ghi giùm cô nha. Hai nhỏ phép chiếu song song. Phép chiếu song song có các tia chiếu song song với nhau. Phép chiếu cuối cùng ABCD A', B', C', D'. Những cái tia chiếu này AB, AA', BB', CC' và DD'. Nó có song song với nhau không? Có. Nó song song từng đôi một. Và nó như thế nào so với mặt phẳng? Nó không còn xiên một góc nữa. Hồi nãy là xiên đúng không? Bây giờ là nó thẳng, thẳng đứng. Thẳng đứng như vậy người ta gọi là vuông. Vuông góc, đúng rồi. Thì các tia chiếu nó vẫn song song với nhau, nhưng nó không xiên góc với mặt phẳng chiếu, mà là nó vuông góc với mặt phẳng chiếu. Các bạn ghi bài. Ba nhỏ phép chiếu vuông góc. Phép chiếu vuông góc có các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu. Và đây cũng là phép chiếu mà chúng ta sẽ sử dụng để vẽ hình chiếu trong chương trình công nghệ 8. Nhớ nha, các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu. Rồi như vậy bây giờ cô chốt lại là chúng ta cần có phép chiếu, cần có mặt phẳng thì chúng ta mới tạo ra được hình chiếu. Vậy thì chúng ta đã vừa đi tìm hiểu về các phép chiếu, và lưu ý với các em là phép chiếu ở công nghệ 8 chúng ta sử dụng là phép chiếu vuông góc. Em muốn lấy hình chiếu ở mặt phẳng chiếu nào, em phải chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu đó. Được chưa? Như vậy chúng ta đã lựa chọn được phép chiếu chúng ta cần sử dụng. Vậy thì giờ muốn có hình chiếu ngoại trừ phép chiếu, tia chiếu, chúng ta còn cần có mặt phẳng. Và mặt phẳng chúng ta sử dụng đó chính là mặt phẳng vuông góc.
Em ghi bài cho cô nha. 7 la mã các hình chiếu vuông góc. Một nhỏ mặt phẳng chiếu vuông góc. Thì một vật thể muốn diễn tả được hết tất cả các mặt của nó về hình dáng và kích thước thì người ta quy ước rằng là cần có 3 mặt phẳng chiếu. Người ta quy ước như thế này. Khi mình ngồi thẳng như vậy, mình nhìn thẳng cái mặt phẳng nào mình thấy trước mặt mình thì gọi là mặt phẳng chiếu đứng. Nhìn thẳng nha. Bởi vì nhìn thẳng vuông góc. Nhìn thẳng vuông góc như thế này thì ở hình không gian 3 chiều mình không có thể vẽ ở trên một mặt phẳng slide 2 chiều được. Cho nên cô dùng biểu tượng xéo như thế này. Các bạn đừng nói là chiếu từ dưới lên nha. Cái này là chiếu từ trước tới. Thì hình, cô xin lỗi, mặt phẳng chính diện trước mặt mình cô gọi đó là mặt phẳng chiếu đứng. Mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chiếu đứng nhưng nằm ở bên tay phải. Tay phải là tay cầm viết mình đúng không? Mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chiếu đứng gọi là mặt phẳng chiếu, chiếu cạnh. Mặt phẳng chiếu cạnh. Và mặt phẳng thứ ba mình chọn đó là mặt phẳng nằm ngang vuông góc với hai mặt phẳng gọi là mặt phẳng chiếu bằng. Vậy thì mình thấy giống như cái góc nhà mình không? Góc tường nhà mình không? Cái này là cái vách tường cuối của căn nhà nè, đi thẳng từ ngoài cửa vô. Chừng nào mình đi tới cuối vách tường không đi được nữa. Thì đây là cái vách tường bên tay phải, vách tường trước mặt và đây là cái nền nhà. Thì để biểu diễn một vật thể chúng ta cần ba mặt phẳng chiếu vuông góc nhau từng đôi một như thế này. Vậy thì mai mốt cô kêu vẽ hình, mình cứ tưởng tượng mình đang đứng góc nhà, mình cầm vật thể, mình sẽ chiếu vuông góc vào ba mặt phẳng chiếu này để tạo thành ba hình chiếu vuông góc, được chưa? Ba mặt phẳng chiếu này vuông góc với nhau từng đôi một. Nhắc lại nha. Ba mặt phẳng chiếu này vuông góc với nhau từng đôi một. Mặt phẳng chiếu đứng là mặt phẳng chính diện. Các bạn ghi bài vô nha. Mặt phẳng nằm ngang là mặt phẳng chiếu bằng. Người ta quy ước tên gọi như vậy thôi. Giống như con đi học, ba mẹ con đặt tên gì thì vô trường cô phải kêu con bằng cái tên đó. Quy ước. Rồi, mặt phẳng chiếu cạnh là mặt phẳng chiếu bên phải, mặt cạnh bên phải. Rồi các bạn ghi vào vở nha. Trong lúc các bạn ghi, cô nhắc lại. Muốn vẽ được hình chiếu, cần 3 mặt phẳng chiếu. Hình chiếu là khi chúng ta chiếu một vật thể lên trên một mặt phẳng. Giống như con cầm cái đèn pin hay là cái đèn cầy con rọi vào một cái vật nào đó. Cái vật đó nó in cái bóng trên vách tường hoặc trên sàn nhà. Vì bạn này lấy cái vách tường này, bạn kia lấy vách tường kia. Thì bây giờ nó không thống nhất đúng không? Thì trong vẽ kỹ thuật người ta thống nhất là sẽ lấy ba mặt phẳng vuông góc từng đôi một. Giống như cái góc nhà mình vậy đó. Vách tường trước mặt gọi là mặt phẳng chiếu đứng. Nền nhà là mặt phẳng chiếu bằng. Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh. Lấy bên phải nha. Rồi ghi bài xong chưa? Mình tiếp tục nha. Ở đây cô có một cái vật thể hình hộp chữ nhật bị rỗng, cũng là một cái hình chữ nhật luôn. Cô đặt nó trong ba mặt phẳng vuông góc. Cô đặt trong góc nhà. Rồi bây giờ cô dùng đèn pin cô chiếu. Chiếu từ trước tới. Cô thấy được cái bóng của nó trên mặt phẳng chiếu đứng. Cô chiếu từ trên xuống. Cô thấy cái bóng của nó trên mặt phẳng chiếu bằng. Mặt phẳng
chiếu cạnh bên phải, vậy thì cô sẽ phải chiếu từ đâu tới? À đúng rồi, chiếu từ trái sang. Cô sẽ có được hình chiếu của nó. Rồi, nói sơ qua nha. Khi mà cô chiếu ba mặt phẳng như vậy, cô sẽ được ba hình chiếu đúng chưa nè. Và lưu ý, cô tô màu để các bạn nhận diện rõ cái hình dạng của nó. Khi các bạn vẽ hình chiếu, các bạn lưu ý các bạn chỉ vẽ cái đường bao của vật thể thôi, chúng ta không tô màu nha. Mặt phẳng chiếu đứng hứng được một hình chiếu thì hình chiếu nằm trong mặt phẳng nào sẽ mang tên của mặt phẳng đó. Mặt phẳng chiếu đứng hứng được hình chiếu thì đặt tên gọi nó là hình chiếu đứng. Hình chiếu từ trên xuống hứng ở mặt phẳng nằm ngang, cô gọi nó là hình chiếu bằng. Hình chiếu hứng ở mặt phẳng chiếu cạnh, chiếu từ trái sang, cô gọi nó là hình chiếu cạnh. Như vậy, chúng ta sẽ có ba hình chiếu. Và muốn có ba hình chiếu này, chúng ta sẽ phải hướng chiếu từ ba góc. Chiếu từ trước tới, chiếu từ trên xuống và chiếu từ trái sang. Các bạn ghi bài cho cô. Hình chiếu vuông góc. Chiếu từ trước tới là hình chiếu đứng. Chiếu từ trên xuống là hình chiếu bằng. Chiếu từ trái sang là hình chiếu cạnh. Đặt đại dòng thứ nhất, hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới. Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống. Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. Xin lỗi. Rồi, bây giờ mình coi lại nha. Có 3 hình chiếu với 3 hướng chiếu khác nhau. Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới. Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống. Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. Luôn luôn nhớ nằm lòng 3 gạch đầu dòng này cho cô. Khi nào mà bạn hết học vẽ kỹ thuật thì bạn mới được quên. Có 3 hình chiếu. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. Hình chiếu đứng chiếu từ trước tới. Hình chiếu bằng chiếu từ trên xuống. Và hình chiếu cạnh chiếu từ trái sang. Và lưu ý chúng ta sẽ vẽ những cái đường bao thấy. Đường bao thấy là đường như thế nào? Là đường mà chúng ta có thể thấy được của cái mặt vật thể. Chiếu từ trước tới, cô thấy một cái mặt bị rỗng hình chữ nhật. Vậy thì nó sẽ có hai hình chữ nhật ở ngoài và hình chữ nhật ở trong. Hình chiếu đứng luôn luôn là hình chiếu dễ nhìn thứ nhất. Rồi, hình chiếu bằng chiếu từ trên xuống. Chiếu từ trên xuống, nhớ mình sử dụng phép chiếu vuông góc. Cho nên cái từ trên xuống này, nó sẽ phải vuông góc với mặt phẳng chiếu bằng. Đó. Cứ đứng chống cái chổi bếp nhà đứng thẳng là mình biết là hướng chiếu như thế nào, là hướng chiếu từ trên xuống. Từ trên xuống con sẽ thấy cái mặt này, nhìn theo con chuột của cô nè, chúng ta sẽ thấy cái mặt phía trên này, nhìn từ trên xuống thấy cái mặt phía trên này chúng ta vẽ. À vậy còn cái nét đứt này là gì? Nét đứt này là những cái cạnh này nè, à, những cái cạnh bị khuất, thấy không? Cái cạnh bị khuất, những cái cạnh bị khuất này bị nguyên cái mặt này che rồi. Cái cạnh này có tồn tại nhưng nó bị cái mặt này che, cho nên cô vẽ bằng nét đứt. Hình chiếu cạnh từ trái sang cũng vậy, thấy cái mặt hình chữ nhật như thế này, nguyên cái mặt này chúng ta vẽ lại, nhưng mà do cái cạnh này nè bị che rồi, cái cạnh ở trên đây nè bị che rồi, thấy con chuột cô Di không? Cô Di chuột không? Đó, khi mà cái cạnh này nó bị che bởi một mặt thì chúng ta sẽ vẽ bằng nét đứt.
Rồi, hồi nãy mình có học bản vẽ kỹ thuật là nó vẽ trên một mặt phẳng giấy nè, một mặt phẳng slide nè, một mặt phẳng của một cái máy tính laptop hoặc là máy tính bàn gì đó. Tất cả đều là mặt phẳng hết. Nhưng bây giờ mình lại chiếu nó trên ba mặt phẳng và ba mặt phẳng này vuông góc nhau. Vậy thì làm cách nào để đưa nó từ ba mặt phẳng thành một mặt phẳng duy nhất thôi? Các em cùng xem nha. Đây, vật thể có ba hình chiếu ở ba mặt phẳng chiếu đúng không nè? Cô bỏ vật thể ra. Bây giờ còn lại ba hình chiếu cô vẽ rồi. Rồi giờ không lẽ mỗi lần cô muốn thiết kế, cô phải dán ba tờ giấy vuông góc vậy rồi cô đưa cho người thi công. Không thể như vậy đúng không nè? Vậy thì mình sẽ làm sao từ ba mặt phẳng vuông góc mình biến nó trở thành một mặt phẳng, một tờ giấy, một màn ảnh. Mình coi nó như cửa sổ và bắt đầu mình mở từ từ ra. Thấy chưa? Và nó vẫn nằm đó thôi. Vậy thì lúc này ba hình chiếu nó nằm ở trên một mặt phẳng rồi. Thì chúng ta thấy được rằng chúng ta có thể vẽ dễ dàng trên một tờ giấy, một cái slide, một cái màn ảnh để chúng ta đem đi thiết kế, đem đi trao đổi với người thi công. Thì các bạn thấy là ở đây có cái đường bao của mặt phẳng mà hồi nãy mình đã vẽ. Thì cái đường bao này ở trên bản vẽ kỹ thuật không bao giờ người ta để mà người ta bôi đi, và người ta hiểu mặc định rằng cái vị trí của ba hình chiếu này đó chính là vị trí của ba mặt phẳng chiếu. Hình chiếu bằng nằm dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng, và các đường bao mặt phẳng này sẽ được bôi đi, và thậm chí tên của chúng các bạn cũng sẽ không thấy ở trên bản vẽ kỹ thuật, cũng không tô màu viền của bản vẽ kỹ thuật mà người ta chỉ tô cái đường bao thấy của hình chiếu mà thôi. Được chưa nè? Rồi các bạn mở vở ra, các bạn ghi giùm cô 8 là mã vị trí các hình chiếu. Rồi dòng thứ nhất, hình chiếu bằng nằm dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng. Và ở đây có hai loại đường để kẻ thông thường trong bản vẽ kỹ thuật. Thứ nhất đó là nét liền đậm. Nét liền đậm là để vẽ những cạnh thấy, tức là những cạnh mà chúng ta có thể nhìn thấy khi mà chúng ta chiếu vuông góc lên mặt phẳng chiếu. Loại nét thứ hai đó là nét đứt. Nét đứt để mô tả sự che khuất của cái nét đó, nó nằm ở trong góc mà bị một mặt phẳng nào đó bên ngoài che đậy. Mặt phẳng bên ngoài này là mặt phẳng của vật nha, cái mặt của vật nó che đi. Lưu ý các cạnh thấy của vật thể vẽ bằng nét liền đậm, cạnh khuất vẽ bằng nét đứt. Bạn ghi bài vô. Thì ở bài hình chiếu này chúng ta đã đi xong tất cả các nội dung. Cô muốn nhấn mạnh lại, các bạn phải nhớ cho cô là trong bản vẽ kỹ thuật có 3 hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. Ba hướng chiếu của nó, hình chiếu đứng là chiếu từ trước tới, hình chiếu bằng là chiếu từ trên xuống và hình chiếu cạnh là chiếu từ trái sang. Luôn luôn phải ghi nhớ được ba hướng chiếu của từng hình chiếu thì khi mình vẽ hình chiếu mình mới vẽ không có sai. Tiếp theo, vị trí của các hình chiếu. Cô để dày để gì các bạn dễ nhớ, nhưng mà khi bản vẽ kỹ thuật mình học không bao giờ có ghi tên của các hình chiếu nha. Không bao giờ có ghi tên, nó chỉ có cái vị trí và nhìn theo cái vị trí đó mình biết hình chiếu đó là hình chiếu gì. Nó theo một cái góc vuông như thế này nè. Hình chiếu bằng nằm dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài tập thực hành. Đó là nội dung của bài 3 trong sách công nghệ 8. Ở đây cô có một cái mô hình, cái nêm ba hướng chiếu A, B, C và ba hình chiếu 1, 2, 3. Các bạn hãy tìm sự tương ứng. Hình chiếu số 1 là do hướng chiếu nào mang lại? Hình chiếu số 2, hình chiếu số 3 tương tự như vậy. Sau khi tìm ra rồi, các bạn sẽ điền vào cái bảng dưới này bằng cách đánh dấu chéo.
Cái bài tập này chúng ta sẽ làm thường xuyên cho tới hết học kỳ 1 về bài tập hình chiếu nha. Cho nên các bạn phải tập làm quen đi. Cô cho các bạn 2 phút để các bạn đọc lại đây. Rồi bây giờ cô trò mình cùng đi làm nha. Đầu tiên mô hình cái nêm. Hướng chiếu A từ trước tới. Vẽ như vậy là bởi vì trong không gian mình không có vẽ vuông góc được. Cho nên cô vẽ như vậy. Các bạn phải hiểu đây là hướng chiếu A từ trước tới. Thì cái hình dạng của nó chúng ta không tô nguyên một cái mặt mà chúng ta chỉ vẽ đường bao thôi. À vậy thì hướng chiếu A chúng ta sẽ có hình chiếu số số 2. Hình chiếu B chiếu từ trên xuống. Coi hình chiếu B chúng ta sẽ thấy mặt nào nha. Từ trên xuống vuông góc thấy cái mặt trên cùng. Mà các bạn có thắc mắc là tại sao nó lại ra hình số 1 không? Dễ lắm. Đây là mô hình cái nêm nhưng mà vẽ theo kiểu là không gian 3 chiều đúng không? Ở đây là một cái mặt phẳng. Màn hình máy tính cô là một mặt phẳng. Và khi cô vẽ hình cái nêm thì cô phải vẽ xiên góc như vậy các bạn mới nhìn ra cái độ rộng của cái nêm, đúng chưa? Thì trong thực tế khi mà nhìn chiếu từ trên xuống vuông góc thì cái mặt phía trên này nè, thực sự ở trong thực tế nó là một hình chữ nhật. Nhưng mà do vẽ không gian 3D cho nên chúng ta sẽ vẽ nó ra hình bình hành chứ không phải là ở trong thực tế nó là một hình bình hành. Thì cái này cũng tương tự như vậy. Thì à, như vậy thì không phải là mình nhìn thấy nó là hình dạng gì thì mình vẽ hình chiếu là nhìn hình dạng đó. Mình phải vẽ hình dạng thực tế của nó khi mà mình chiếu vuông góc. Nhớ nha. Chỉ có cái hình chiếu đứng là cái hình chiếu dễ vẽ nhất, tức là nhìn như thế nào thì vẽ lại như vậy. Còn hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh nó dễ gây nhầm lẫn cho các bạn bởi những cái hình bình hành mà thực tế, trong thực tế không có cái hình dạng nào bình hành mà nó là những hình chữ nhật. Vậy thì hướng chiếu B cho chúng ta hình chiếu số 1 điền vô. Được chưa? Cuối cùng hướng chiếu C chiếu từ trái sang. Chiếu C chiếu từ trái sang thì chiếu vuông góc từ trái sang chúng ta sẽ thấy được mặt màu xanh dương và mặt màu màu cam. Và khi mà chiếu vuông góc từ trái sang như vậy thì các bạn thấy cái cạnh này không? Cái cạnh này nó sẽ chia ra cái hình chiếu ra thành hai phần đây. Và các bạn sẽ thắc mắc là cô ơi, tại sao cái mặt này nó nhỏ, cái mặt này nó bự mà khi chiếu nó sẽ ngược lại. Nó giống như cái ví dụ mà hồi nãy mình đã làm là cái đèn, cái biển báo giao thông nó sẽ có cái bóng khác nhau khi mà cái ánh nắng khác nhau. Thì nếu như mà cái vật thể nó thẳng đứng mà tia chiếu nó xiên thì nó cũng giống như là cái vật thể này nó bị xiên mà tia chiếu nó vuông góc thẳng đứng vậy. Được chưa nào? Như vậy thì cái mặt này, cái mặt xiên này nó bị nghiêng. Và khi nó bị nghiêng như vậy thì tụi con chiếu vuông góc nó cũng bị ảnh hưởng kích thước theo. Cô đổi cái viết để cô chỉ cho nó rõ xíu nha. Các bạn chú ý cái đoạn này. Cái đoạn này là cái đoạn thẳng đứng. Thì khi chiếu vuông góc, chiếu vuông góc vào, cô sẽ được cái đoạn ở dưới này. Đây. Cái cạnh này của hình chiếu đứng. Đúng không? Thì khi mà cô chiếu vuông góc, nó sẽ ra cái cạnh này của hình chiếu cạnh. Được chưa? Rồi, cái cạnh xiên của hình chiếu đứng, cạnh xiên thì khi chiếu vuông góc, cái đầu mút này nó sẽ trùng với cái đầu mút này. Như vậy, cái chiều cao của hình chiếu đứng sẽ bằng chiều cao của hình chiếu cạnh. Cái đầu xiên, đầu của cạnh xiên còn lại chiếu vuông góc nó ra điểm này. Như vậy, cái cạnh xiên này nó dài nhưng mà nó chiếu vuông góc với cái ở hình chiếu cạnh nó trở thành đoạn ngắn. Còn khi nào nó giữ nguyên? Nó giữ nguyên khi mà nó là hình chiếu bằng. Nó giữ nguyên khi nó hình chiếu bằng, chiếu thẳng đứng xuống, mình không có thấy độ nghiêng. Thì lúc này nó chiếu vuông góc, nó giữ nguyên cái độ dài của nó. Rồi, như vậy thì
Ở đây chúng ta thấy được rằng hình chiếu đứng nó sẽ có chiều cao với hình chiếu cạnh là bằng nhau. Hình chiếu đứng có chiều cao với hình chiếu cạnh bằng nhau khi chiếu vuông góc. Vậy ở đây hướng chiếu C là hình chiếu số 3. Chúng ta điền vào hình chiếu số 3. 3C. Rồi sau khi chúng ta đã xác định được hướng chiếu của mỗi hình chiếu thì mình sẽ xác định được hình chiếu đó là hình chiếu gì. Và trước khi chúng ta xác định hình chiếu đó là hình chiếu gì, cô muốn nhắc các bạn là các bạn vẽ giùm cô cái bảng này vào tập, ghi là bài tập thực hành. Kẻ cái bảng này gồm 4 hàng và 4 cột. Cái cột đầu tiên thì chúng ta vẽ to một tí, ghi là hướng chiếu, hình chiếu. Gạch chéo cái ô đầu tiên, ABC, hình chiếu là 1, 2, 3. Vậy thì hình chiếu số 1 là do hướng chiếu B. Vậy hình chiếu số 1 là hình chiếu bằng. Tại vì nó chiếu từ đâu tới? Từ trên xuống. Hình chiếu số 2 chiếu từ trước tới là hình chiếu đứng. Và hình chiếu số 3 là hình chiếu cạnh. Rồi các bạn kẻ cái ô này vào đi. Khi mình xác định được tên các hình chiếu rồi, mình sẽ thấy một điều rằng là nó đứng đúng vị trí chưa? À, chưa. Chưa đúng vị trí, vậy thì mình sẽ vẽ lại. Và khi vẽ lại, lưu ý kích thước của ba hình chiếu. Đầu tiên chúng ta vẽ lại hình chiếu đứng. Hình chiếu bằng nằm ở dưới hình chiếu đứng. Hình chiếu cạnh nằm ở bên phải hình chiếu đứng. Ở đây cô có để lại ghi chú để các bạn nhớ, nhưng mà nhớ là trong thực tế trên bản vẽ kỹ thuật không có ai ghi chú như vậy, mà người ta nhìn vào vị trí người ta xác định được đâu là hình chiếu bằng, đâu là hình chiếu đứng và đâu là hình chiếu cạnh. Nhớ nha. Vậy thì cũng ta bỏ đi cái tên và các bạn sẽ vẽ lại ba hình chiếu này vào trong tập cho cô. Vẽ lại các hình chiếu đúng vị trí. Các bạn nhớ vị trí chưa? Rồi để mà vẽ chính xác hơn, cô sẽ phân tích thêm một chút về kích thước của các hình chiếu. Chiều dài của hình chiếu đứng, chiều dài của hình chiếu đứng nó sẽ bằng chiều dài của hình chiếu cạnh. Cô xin lỗi, chiều dài của hình chiếu bằng. Vì sao? Hình chiếu bằng chiếu từ trên xuống thì chúng ta thấy được độ dài thực tế của cái mặt màu xanh này, đó là một hình chữ nhật có chiều dài là cái cạnh xiên này. Nhưng đối với lại hình chiếu đứng, cái cạnh xiên này khi mình vẽ nó sẽ dài hơn. Khi các bạn đo bạn sẽ thấy, mà mình vẽ đúng cái chiều dài của hình chiếu bằng nó sẽ ra chiều dài này của hình chiếu đứng. Vì sao? Cạnh xiên này khi chiếu vuông góc, hạ đầu mút xuống, hạ vuông góc xuống, có phải nguyên cái cạnh xiên này khi hạ vuông góc xuống nó là cái cạnh dài nào? Như vậy thì hình chiếu đứng có chiều dài bằng với hình chiếu bằng. Tương tự như vậy, hồi nãy cô có nói cạnh này thẳng đứng, vậy thì giữ nguyên độ dài. Cạnh xiên chiếu vuông góc nó là cạnh ngắn. Cạnh xiên chiếu vuông góc nó là cạnh ngắn. Cạnh thẳng đứng chiếu vuông góc nó giữ được độ dài. Vậy thì chiều dài của hình chiếu đứng phải bằng chiều dài của hình chiếu bằng. Chiều cao của hình chiếu đứng với chiều cao của hình chiếu cạnh nó sẽ bằng nhau. Nhớ nha. Đây là cách để mình kiểm tra lại xem mình đã vẽ chính xác chưa, các đường nó thẳng hàng với nhau chưa. Rồi, tới đây là chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Hướng dẫn về nhà học bài, ghi bài đầy đủ cho cô.
Và nhớ về nhà đọc kỹ lại bài số 2 trong sách giáo khoa. Đọc phần có thể em chưa biết để tìm hiểu về các nét vẽ trong bản vẽ kỹ thuật. Nhớ làm lên bài tập điểm nhanh nha. Cô cảm ơn lớp đã theo dõi và chép bài đầy đủ. Nhớ chụp hình lại để gửi lên Google Form cho cô coi nha. Chào các bạn.